thử thách uống một xô trà chanh siêu to khổng lồ. Anh ơi, cho em một xô trà chanh như này nha. Thử thách ăn một mâm gà muối siêu to. Nhìn cách trang trí thì biết ngon rồi. Ok, em sẽ lấy hai con nha. Gạo muối này rất là ngon nha em ơi. Đây chắc là lần đầu tiên mình ăn gạo muối ngon như thế này nha. Gạo muối này 10 điểm nha em ơi. Thử đó, ăn một tô cơm khổng lồ. Anh ơi, lượt cho em một tô cơm khổng lồ vào đây nha. Ăn cơm theo phong cách của tài tối. Thử thách ăn một đĩa cánh gà siêu to khổng lồ. Chú cho con một đĩa cánh gà vào đây. Ok, go. Thử thách uống 10 ly nước mía siêu to tại Sài Gòn. Cố lộn cho con 10 ly nước mía siêu to. Ok, thử thách ăn một đĩa cơm siêu to khổng lồ. Chú cho con Nam đĩa cơm vào đây. Ok, go. Thử thách ăn một mâm máy nước siêu to khổng lồ chấm muối ớt đỏ chấm chéo. Ok, go.
nước chấm quá là ngon luôn. Wow, thử thách em một dĩa di chuột khổng lồ. Ok, thì hôm nay mình sang một loại ớt cay nhất thế giới nha anh em ơi. Ớt này có tên là Carolina Reaper, một trong những loại ớt cay nhất thế giới hiện nay đó mà. Ăn một quả là thấm thiết cả đời nha. Ngon thế này sao không ăn? Tương ớt, xà lan, mắm tôm, mayonnaise, ớt bột.